Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay đi qua nhà ngoại coi gì của ngoại có đi chạy gì nghe. Chào đi. Ok. Dẹp bộ công anh nè, của ngoại nè. Để nấu nước uống. Rồi. Chào ngoại. Ngoại xin chào tất cả anh chị em cùng các cháu nha. Thì hôm nay cháu ngoại nó ghé ngang chơi thì nói là ngoại ơi sao ngoại không quay video trong vườn nhà ngoại trái cây đi để lên cho mọi người xem. Thì bây giờ vườn nhà ngoại sẽ trở lại đúng như cái tên của vườn nhà ngoại nha. Thì bây giờ mời tất cả mọi người xem nha. Trong vườn nhà ngoại bữa nay có trái cây gì, nhưng nó thật sự nó cũng sắp hết rồi mà không ngày nó nói sao ngoại không quay. Thì hôm nay quay nha quý vị. Thì bây giờ trước năm nay cây táo tàu. Quay cây táo tàu coi táo tàu hôm nay nước không có nước đâu quý vị. Cho nên nó trái nó nhỏ như lại trái ít, rất là ít nha, ít hơn so với mọi năm. Chứ mọi năm là táo tàu dữ dội lắm nha. Năm nay táo tàu có nhưng mà đây quý vị coi trái nó nhỏ nhưng không có to giống như mọi năm. Cái này khoảng 10 ngày nữa là có ăn nha quý vị. Mời tất cả mọi người nếu ai thấy táo tàu thích thì đây nha, anh chị nào chín là ngoại mời nha. Wow, coi nè. Mà trời nắng nha, trời nắng. Hai ngày nay trời nắng quá luôn, nắng mà đến mức độ nó vườn nhà ngoại sợ nó bị chín đó, nó bị chín héo đó. Đó. Đó, bây giờ thấy cây táo tàu nè. Hôm nay nó có trái mà nó có trái cái phần dưới này nhiều nha quý vị. Ở cổ ở trên đó nó có sao. Cái những cái đọt đó rồi. Thôi năm rồi ông ngoại vườn nhà này ổng đem ổng cắt ở trên đó đi, cái bắt đầu bây giờ nó ra nhánh non nhiều quá cho nên năm nay trái nó thất bại, trên nó không có. Nó chỉ có cái dòng dưới này nhiều thôi nha. Đó, thì mời tất cả anh chị em các cháu xem nha, cây hai cây táo tàu của vườn nhà ngoại. Ở đây một cây nữa nè, cây bữa nay năm nay là trái thật sự mà nó trái nó không có nhiều lắm, tại vì quý vị biết sao không? Ở sau xe này nước bây giờ nó hiếm lắm cho nên nó không có tưới nhiều á. Cho nên nó là trái nó so lại với mỗi năm tưới dữ lắm luôn. Thành ra nó ngon, còn năm nay chắc ít có tưới thành ra trái nó hơi kém nha. Nhưng mà thôi kệ. Bự mà ngoại. Nhưng mà thôi kệ, nước ít quá thì mình cứ sử dụng ít thôi chứ giờ sao giờ. Nhiều mình tưới nhiều quá sợ bị phạt. Thì cũng có nhưng mà cũng bự, nhưng mà điều nó so với mỗi năm thì nó không có bằng. Là như đây có hai trái này nó ăn được rồi. Cái ngoài đó là hai trái đen đen đó. Cái đó ăn được á. Héo rồi. Héo rồi thôi bỏ đi. Nó rồi thành ra năm nay nó thất bại cái đó. Thôi đi, trái đó ăn chưa không được đâu. Cái này á nó có trái nhiều á là cái hướng phía bên kia. Hướng bên kia tại vì hướng bên kia trời nắng á. Nó có trái nhiều hơn, còn về cái hướng bên đây đó cây, thật sự cây nó to dữ lắm luôn rồi mà trái bên đây thì nó ít hơn. Rồi đây giờ tới cây thanh long nha. Vì nhà ngoại có mấy bụi thanh long mà năm nay thì cũng nó ra bông rất là nhiều nhưng mà nắng có bữa lên tới cả 100 độ cho nên nó rụng hết trơn nha quý vị. Thì nó còn bông nhiều lắm. Nhưng mà cây này nó ra hình như nó chín rồi được mấy trái rồi không biết, 4-5 trái gì thôi. Có cái ở đằng trước đó, có cái bình trước đó trái bự không, trái to không? Trái mùa này không có bự. Mùa này trái không có bự không, tại vì không có tưới, ít tưới đó con. Thành ra nó không có đủ sức, nó thành ra trái nó không có to. Mà nó rụng, quý vị thấy mỗi nó ra 70-80 cái bông luôn. Rồi nó đỡ. Cái cây này ông ngoại hâm đốt mấy lần rồi đó. Thì nó ra trái không, năm rồi cũng có nhưng mà điều nó nhiều hơn năm nay ít quá, năm nay thất bại. Nó đúng ra là do nơi không có nước đó quý vị. Cho nên là không có đầy đủ nó không có nhiều. Đây nha quý vị, đây có cây quýt. Thì thật sự nói vườn nhà ngoại trồng không có thứ tự nhiều. Trồng thì cứ trồng thích chấm cái nhát đại xuống rồi cây quýt này nha. Năm nay quýt này trái cũng nhiều lắm nha. Quýt này cũng ngon lắm. Mà nó lớp nào táo tàu, lớp thanh long rồi tùm lum quá rồi nghiệp nó lắm, nhưng mà tại thích quá thì chậm lại xuống vậy thôi. Chứ không suy nghĩ gì cho nó tương lai nó gì hết rồi nè. Trái cũng nhiều lắm nha. Hôm nay anh gọi qua thăm vườn ngoại trái cây hả ngoại? Ừ, thì qua thì cháu ngoại quay thì mới được chứ còn không có, một mình cũng làm khó lắm. Đó. Còn trời nắng mà con nghĩ nắng 100 độ mà giống gì mà chịu nổi, nó queo chơi nào quý vị thấy thôi. Tội nghiệp ghê mà tưới không có dám tưới nhiều nha.
Chứ nếu như mỗi năm thì vườn cho ngoại sẽ giờ này sẽ ra tưới nữa đó, tưới nó đặng cho nó giống như cho nó tươi lại chứ nó héo gì rất là tội nghiệp. Mà mồng tơi rồi dưới đất gốc nó cũng tùm lum hay nó hút nước gì lắm luôn. Cái gì bầu này được hai trái rồi nha quý vị, mà nắng quá bữa nay này dắt nó hơi teo rồi nè. Hôm trước dây bầu này cắt được 4 trái rồi. Mà giờ chắc có lẽ là qua cái đợt nắng này là nó sẽ tàn luôn rồi đó. Còn hai trái này nữa là tàn rồi đó. Rồi bây giờ tới cây mận nha. Wow, nhà mình có cây mận này mà rất là yêu quý nha. Ồ, cây mận này hấp dẫn quá. Hấp dẫn lắm, trái dữ lắm luôn mà. Nó không, bà ngoại, vườn nhà ngoại tưới nước cây gì cũng hạn chế. Nhưng cây này vườn nhà ngoại tưới dữ lắm luôn nha. Sáng tưới chiều tưới đó, tại vì sợ nó bị mất nước cái nó cháy nó không có tốt đó. Bây giờ nó bắt đầu nè. Sao dê mà trồng được cây mận gì đây thôi. Cái này nói đúng ra là mình quay để lên để mà mình chia sẻ thì chứ thật sự ở dưới miền Nam á thì mận này người ta trồng cháy dữ lắm mà cháy tốt nha. Còn mình ở San Jose này hiếm có người có cây mận lắm nha. Cây mận mà có mà người ta trồng trái nó cũng không có nhiều lắm đâu. Có những cái nhà vườn mà chuyên môn đó thì người ta có phân á. Vì là người ta để vô thì trái nó nhiều. Còn mình đó thì mình trồng đại, mình tưới nước thôi. Thì thật sự trái nó không có cho mình nhiều được đâu. Trái nhìn không có bự không? Cái này là cái chị mà chị bán cho mình cây này á. Giờ chị nói cho mình á. Bán là cho, để là cho chị đi. Chị sẽ cho người ta bứng thôi. Nhưng mà mình quý lắm, mình không dễ gì bán đâu. Cái này bao nhiêu tiền cũng không tìm được cây mận này nha quý vị. Thật sự mình nói cái này mình nói riêng ở San Jose thôi nha, chứ còn ở dưới miền Nam thì thôi khỏi nói rồi, dưới người ta dữ lắm luôn. Còn ở San Jose này nó mà nó rụng, quý vị biết không, nó rụng là hơn phần nửa rồi đó. Coi nè, cái nhánh này có trái nè. Đó, đúng rồi, nó có hơi ứng, nhưng mà năm nay chắc nghĩ sai. Coi như mình trồng năm nay nó là 4 năm rồi đó, là coi như có một năm thứ nhì đó là trái nhiều, rồi năm rồi đó là ít, rồi năm nay là trái nhiều lại. Ok. Thì đi qua tìm trái cây khác. Trái cây năm nay trái cây thì không có tốt. Trái cây trung quýt, cái gì đó, cái tắc mà tắc nó cũng hết trái rồi, trái còn nhưng mà ít lắm. Đây cũng là một cây quýt nha, cái này quýt đường nè. Mà nắng mấy ngày nay nắng quá trời, coi quý vị coi, hồi năm rồi trái hay ham luôn, có quay đó, để lên đó quý vị. Ngày hôm nay nó tưới không nổi gì, tưới nhiều quá sợ bị phạt, cho nên tưới không hạn chế đó. Nên chắc nghĩ năm nay không kết quả lắm đâu. Ok, thôi đi qua bên kia coi cái vườn, cái cây thanh long bên kia. Trời ơi, quý vị ơi, coi có con sâu nè, sâu ghê quá quý vị ơi. Ngoại sợ con sâu. Ngoại sợ sâu dữ lắm luôn, nó ăn của ngoại kìa. Ủa, con sâu ghê khủng khiếp vậy. Trời ơi. Con nó ăn hồi sáng ngoại tưới mà thấy cây ớt đó, nó ăn te tua cho ngoại nó. Ủa con gì ăn cây ớt của ngoại? Nó ngoại sợ nó lắm, giờ phải bắt nó thì sao bắt nó vậy? Cái ổi của ngoại nè. Đó, cái ổi đó, cái ổi tốt ghê không? Trái nhưng mà nhiều lắm đây nữa nè quý vị. Ôi trời. Sao đâu có con sâu ghê vậy? Nè nè, coi cái ổi này nè. Ngoại thấy sâu là tim ngoại đập bình bịch 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 bịch, ngoại sợ sâu lắm. Để kể cho quý vị nghe hồi xưa đó, hồi còn ở Việt Nam đó. Vườn nhà ngoại có một miếng vườn cũng khoảng chừng 3-4 công để trồng mít. Mà làm cỏ vườn á, thì bà ngoại cũng có đi ra làm với ông ngoại. Đi ra làm cỏ vườn cái chặt cái thấy con sâu cái ngoại phóng chạy cái lại chỗ khác ngồi làm. Cái ngoại thấy con sâu nữa mà phóng mà chạy nữa, rốt cuộc ông ngoại nói bà bỏ cái tôi làm không rồi chứ bà không có làm chỗ nào hết. Thấy con sâu là ngoại bỏ chạy, con sâu với con bà chằn đó. Trời ơi, khóc nổi rồi nè. Khóc nổi. Bà ngoại là okay, bắt con sâu cho ngoại nghe. Bắt đi. Nó. Rồi đây nha quý vị, tới cái bụi thanh long bên đây nha. Thì hai cái bụi thanh long này hôm hổm đó là vừa rồi đó, hai tuần trước đó là quý vị biết không, nó ra cỡ hai bụi này nó ra nhiều cũng có chứ cỡ 80 bông có hơn nữa, mà không có đậu một bông nào trên nha quý vị. Nó rụng sạch luôn, không biết năm nay lý do sao. Nó cái đợt này đợt trước mà con thấy này nhỏ xíu nè. Trên này nó hư rồi. Cái này không có được tốt. Chắc có lẽ là ông ngoại nói là có lẽ là ông ngoại sẽ chặt bỏ hết. Rồi cái lót gạch hết cái này cái bắt đầu mình đóng thùng á. Mình sẽ đóng thùng cao lên, mình trồng một hàng gì 2 thùng hay 3 thùng thôi. Chứ trong cái thùng mình
để mình lấy ít thôi chứ mình không muốn nhiều nữa, nhiều quá chật quá quý vị. Với lại cái hàng rào này có lẽ là 2 tuần nữa sẽ làm lại cái hàng rào mới, thành ra giờ cứ để đại gì đi cho nó lấy được cái bắt đầu mình dọn hết nha. Mình dọn hết rồi mình coi thử coi nó như thế nào là mình sẽ bỏ. Cái lê nè, lê trái, cái lê năm nay không có trái nhiều, trái ít, rất là ít luôn, nhưng mà ngậm qua thì cũng có nhiều. Ngậm qua cũng có người bạn tới cũng có hái thêm một mớ, hái một mớ không ăn được rồi nha quý vị. Năm nay nó ít quá rồi, nó không có hái cái nữa mà nó ngon lắm, nó ít nhưng mà nó rất là ngon nha. Mà trái năm nay ít, nó không bằng nửa năm rồi nữa. Nó lý do là nước, chứ nước ít quá cho nên nó không có cho cái sức nó được, thành ra năm nay cái lê thất bại. Cái nó rụng cái đất à, trái đó nuôi trái nó bự, trái nó bự ghê luôn á, mà nó bị sóc ăn uổng. Đây nha, cái ổi nha, cái ổi mình năm nay trái nhiều ghê luôn, mà nghĩ trái nhiều quá thì chắc có lẽ trái nó không có lớn nha quý vị. Ý là mình lặt mình bỏ nó thiệt nha, cỡ 100 trái rồi đó chứ không có ít đó. Hai cây này cây nào cũng vậy chứ, mà nó nhiều quá rồi mình lặt nữa mình tiếc quá nha quý vị. Đó. Rồi đây là cái vàng đậu đũa nha. Hồi nãy trước khi cháu ngoại qua thì vừa ngoại có cắt rồi nè, mà nó sao ngoại không quay. Rồi bây giờ sẵn đây mình cũng quay luôn đây, nãy mình cắt được mới là trái rồi nha quý vị. Lúc này nó cũng bớt trái rồi, không gài hái không nhiều lắm là trái nè. Trái này nó lên trên rồi, trái nó không có bự không. À, nãy cắt được mớ rồi nè, nhiêu đây là vô là xào được một dĩa rồi, xào tôm được một dĩa rồi. Mấy trái này nó lấy gì? Chắc nó hái luôn quá. Hái luôn nè, mà đủ xào một dĩa. Giờ đuôi đũa này chồng không gài ăn cũng nhiều lắm mà ăn lâu ghê luôn á nha. Không gài cả tháng rồi đó. Trong đây nó cũng có nữa kìa, ngồi trong nó gào lại rồi. Ớt năm nay cũng, nhưng mà năm nay á, mày nói với con là năm nay cũng là thất nè, thấy không, nó không có tốt nè. Lý do là nước không có tưới đủ đầy đủ được, một ngày tưới 2 lần, nhưng mà cái này tưới có 1 lần là cái ớt năm nay cũng không có nhiều lắm, có bên kia cũng. Ngoài đi qua coi cái hồng nào ngoại. Ừ, cái hồng, có cái hồng mà không. Thật sự mình trồng cây mà mình không có tưới nước nó thì nó sẽ không bao giờ nó cho mình cái kết quả tốt đâu. Cái hồng năm nay nó rụng sạch luôn nha quý vị. Nó rụng, cái bằng nó rụng hết cái biết luôn rồi. Mà trái vậy nè, nó còn chỉ có khúc này trái là, nhưng mà trái rất nhỏ luôn nha quý vị, không có to rồi đó. Mỗi năm trái bự bự gì nè, năm nay trái nhiều mà nó khô gan rồi, hỏi quý vị chứ làm sao mà nó đậu nổi. Coi nè, hồi ơi coi nè cháu ngoại quay cái này coi nè. Ngoại năm ngoái có làm cái video thấy mấy cái hồng này, ai muốn coi thì vô cái video đó coi. Năm rồi đó là trái to, còn năm nay là nhiều quá rồi, cái nó rụng đặc biệt hết trơn, ông ngoại hốt đã luôn. Ở trên đó kìa, khô mà nó khô nó thiệt quý vị nha, nứt đất luôn á, chứ không phải khô dừa đó. Tưới sao nổi, mình tưới, nó rụng coi nè. Nó trơn luôn đó, nó ló cùi. Bên đây có cây bơ với cây ớt của ngoại nè. Nó có cây bơ nè quý vị, thấy cây bơ này. Bơ của hàng xóm. Bơ của hàng xóm mà nó rất ngon nha quý vị. Rất là ngon luôn á, mà nó dép qua mình nữa mình cũng có thể mình ăn được nha. Mà cái nhà bên đây á, họ không có ăn bơ, cho nên họ kêu mình hái đi, hái ăn. Coi nè, cái trái này nha quý vị, mà cái bơ này nó ngon lạ lùng luôn, nó mịn á, mà nó dẻo á, nó béo dữ dội lắm. Bơ này khoảng 2 tháng nữa ăn được rồi đó. Anh nuôi với nó là phải, đúng nó là phải tháng 2, tháng 1 á mới ăn, tháng 12 tới tháng 1 á mới là ăn được. Hái được rồi nè ngoại. Trời ơi, hái hết rồi, hôm qua có người bạn tới cũng hái một mớ rồi. Bữa qua đâu có thấy ớt chín đâu. Bữa hôm qua có người bạn tới hái nhiều lắm, hái hết mấy trái bự luôn à. Hái như vậy nè. Nè. Cái ớt này là 4 năm rồi đó nha quý vị. Để nó tới mùa hết ăn hết rồi cái bắt đầu mình cắt ngang. Mình cắt ở dưới để tới mùa nó lên lại. Như sâm nè, như sâm này dữ lắm nha. Hôm qua cũng người bạn cũng hái hết một mớ đây nè. Đây là mình dăm đó. Mình dăm nó ra nữa, mình dăm nó ra nên mình trồng đó là cũng nhìn kiếp như vậy đó.
nó làm vậy đó, cái nó bắt đầu nó ra rễ cho mình ra, cắt nó ra mình để vô thùng. Đây có một cây thanh long nữa nè, hai cây mà trái không có nhiều. Cây này hình như có hai trái rồi chị, hai ba trái gì đó. Cây này cũng có một trái, nó ra bông nè. Nó ra bông ngấp cho nó ha. Ngoài lấy cái lụ này, cái lụ này lụ bạch nha quý vị, cái lụ bạch đã lắm mà trồng nó cũng 7-8 năm gì rồi đó mà nó không có trái, tại vì đúng ra trồng ở trong kẹt này quá. Cam ruộng thảo đỏ nè. Cam ruộng đỏ chiết ra rễ rồi nè, ngoài chiết ra rễ rồi. Đây nè quý vị coi nè, cái lụ này trồng ở đây hỏi gì chứ làm sao nó tốt được ha, nhưng mà gì cũng quý là trái này nha quý vị. Cái này trồng là cỡ 7-8 năm rồi đó, năm rồi nó có 1-2 trái, năm nay có trái hơi nhiều nè. Lụ này nó ngọt nha, nó ngọt cực kỳ luôn nha quý vị. Nó có bự không ạ? Nó vậy hả, trái lụ bạch nó không có lớn không. Kìa, trong đó vô đây quay trong đó đó. Thấy không đó không? Đó. Đừng hái chưa có ăn được đâu. Đây nè, ông ngoại chiến nè, chiến ra rễ rồi nha. Đó, chiến ra rễ rồi, được 4 nhánh, 3 nhánh gì nè. Như cây tắc tròn nè, tắc tròn này cũng chiết ra rễ rồi nè nha. Nó ra bông nhóc hết trơn nè. Tắc để đó. Okay. Okay. Đi ra trước, quay cái thanh long cái trước đó. Đây nha, mời tất cả mọi người xem cái lụ của nhà ngoại nha. Ủa, cái gì bên nè, cái thanh long. Cái thanh long ở trước nè nè. Ôi, cây cam trái rồi kìa. Che hết nha quý vị. Đó, thanh long trái rồi nè, trái to kìa ha. Ồ, trái bự quá trời bự. Trái bự lắm, 5-6 trái lần, trái to lắm. Nó chín rồi đó. Ở trong đó còn mấy trái bự lắm, làm sao quay được trong đó đó. Trái to ha. Trên đó có một trái nè. Đây nè, quay ra đây nè, quay đây, trái này mà ăn nghĩ cái trái này ăn được rồi đó. Nó héo quá đầu rồi đó. Ồ, trái to kìa không? Cái đợt đầu nó 7 bông mà nó đậu được 5 trái nha quý vị. Rồi cái đợt sau này á, nó gai, cái bình này nó lại đậu nha quý vị. Chỗ này phải che nó bị gì nó nắng vô đây. Nè, đậu hết trơn nè ha. Đậu nhóc hết trơn luôn á. Cái này đợt này nhiều đó. Thế thôi, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trái vậy đó. Đợt này 15 trái nha. Rồi, thì nãy giờ cũng cái này là tự nhiên phát lên quay thì cũng không có tính trước gì hết nha quý vị. Thì quay cái video này muốn để lên giới thiệu những cái trái cây của mùa hè của vườn nhà ngoại nha. Thì cũng mong mọi người yêu thích những vườn nhà ngoại, những cái trái cây nó mặc dù ở đây thì ai cũng có nhưng mà mình quý thì mình quay mình để lên cho mọi người xem. Thì mong cả nhà yêu thích cái video này nha. Ngoại xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại quý vị video sau. Ngoại sẽ quay, cố gắng quay nhiều hơn nữa. Xin chào.